Xin chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại kênh YouTube của Khôi. Kênh của Khôi về âm thanh bãi, âm thanh cổ đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì những anh em đã theo dõi kênh của Khôi thì thấy một cái không gian nó rất là mới lạ anh em nha. Những anh em đã theo dõi thì chắc chắn sẽ biết anh em. Tại vì phía sau đó nha là không còn cái cặp loa to nữa nha. Thì Khôi mới thử nghiệm là mình để cái loa sát vào trong có thử coi nó có khác biệt gì không ha. Thì hôm nay là một cái món hàng rất độc đáo nè. Đó là một cặp loa Furlinger, còn gọi là tần giải nha, đến từ một thương hiệu của Đức. Thì cụ loa này, cặp loa này do hãng RFT sản xuất nè. Nhưng mà nó được một cái là loa zin, thùng zin, loa hàng á, chứ không phải là loa đóng nha. Thì anh em nào có nhu cầu thì cùng với Khôi mình sẽ xem cặp loa này nha. Rồi, bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần luôn nha, anh em cùng xem qua. Đây, ok chưa? Rất là đẹp anh em ha. Thì cái thiết kế của cái hàng này thì lúc nào nó còn bo tròn anh em. Bo tròn ha. Đó. Và trước này là một mặt gỗ. Mặt gỗ cái này dính liền anh em nhé, dính liền ha. Nhưng mà anh em nhìn nhìn đây thì cũng có thể thấy nè. Đó nè ha. Thấy cái cụ loa ha, rất đẹp. Loa tần giải có phễu nha anh em. Rồi, mình xem qua như vậy rồi tí nữa Khôi sẽ tháo cho anh em xem phía sau ha. Loa khá đẹp mắt anh em nha. Thấy không? Dính được con nóc luôn nha. Đây anh em, đó nó là Compact Box ha, B7115. Cụ loa do hãng RFT sản xuất. Rất là tuyệt vời. Cặp loa cực kỳ hiếm có trên thị trường hiện tại luôn anh em nha. Đây. Khôi quay cặp bên này cho anh em cùng xem ha. Rất đẹp anh em. Nói chung là cặp loa về ngoài hình là không còn gì để nói nha. Quan trọng nhất là cái sở thích của anh em như thế nào thôi. Đó, tuyệt vời ha. Rồi, thì Khôi sẽ xoay lại cho anh em xem một cặp nha. Đây. Người Khôi đã tháo ra rồi anh em ha. Nè. Mình tháo rời cái nắp này ra. Anh em nhìn rất là đẹp ha. Mình gỗ rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn ha. Đây. Đây. Cái cặp loa nó còn cái bóng mút của nó nè. Cái mút nó nằm như thế này nè ha. Như thế này. Đây Khôi lật nó xuống để anh em cùng xem mà. Mút nhìn rất là đẹp ha, màu ngoài luôn. Quá trời màu luôn. Rồi, đây là cái cụ loa của nó nè. Cái cụ RFT L2302. Cái cụ này rất là nổi tiếng anh em. Thật sự là không phải là nói để bán đâu anh em cứ tham khảo nha. Cái dòng mà là cái sườn lộ tròn này nè, rất là hay. Và anh em thấy không, cái bát không thôi nó cũng độc đáo nữa ha, chỉ có 3 miếng thôi ha. Đó, rất tuyệt vời anh em. L2302 ha. Thì anh em có thể tra về cái thông số cặp này. Đây nè, nó là Berlin, sản xuất tại Berlin ở Đức á. Tại thời điểm này vào những cái thập niên 1960 anh em ha. Thời gian nó không cố định nhưng mà nó là thấp, cao nhất là cũng 1960 thôi. Đó. Nói chung là một cặp loa rất xứng đáng để anh em đưa vào bộ sưu tập anh em nha. Rồi, cái bát này là bát 13 anh em nha, lưu ý bát 13 nha. Rồi, tại vì nhiều anh em thắc mắc là tại sao không có nói cái cũ, nhưng mà mình có cái model mình tra nó ra hết tần số anh em nha. Đó. Hoặc là mình tra cái thông số từ cái cặp này. Cái model này nó sẽ ra anh em nha. Đó. Ok, Khôi xin phép kết thúc ở đây. Thì tiền thể thì Khôi giới thiệu anh em là con Seacoast 299, con này là 299 trơn anh em nha. 299 trơn. Con này chạy bóng L84 ha. L84, bóng nguồn của Z34. Chất âm rất là hay, rất là tuyệt vời anh em nha. Rồi. Tiếp theo là cái gì, cái phần báo giá. Anh em sở hữu cặp này là 5.500.000. Giá này bao ship không fit nữa anh em nha. Anh em chuyển khoản Khôi sẽ bao ship tận nơi cho anh em. Rồi, cuối cùng thì cảm ơn em đã theo dõi và chúc tất cả anh em một buổi tối tốt lành. Nắng loe đang chiều.
giật mình biết lời tỏ tình đã có người nghe. Nắng xuyên qua lá hát sương lìa cánh, đời mong manh quá kể chi chuyện mình. Nắng buồn cuộc tình vốc tắt bình minh. Đường xưa quên lối, tình rồi người mang. Tình duyên trăm mối, một kiếm đã đoạn. Có tìm tình trong chân còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quên không tới, tim nhau ngại ngùng. Chỉ vì đời mình chưa có bình minh. Tình trong chân ngọt ngào, còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu, tình cờ gặp nhau ngỡ ngàng nhìn nhau, để rồi còn gì nữa cho nhau. Sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình, đường quên không tới.